Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đinh Xe Cúp. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Đinh Xe Cúp hàng ngày. Trên tay của mình hiện giờ đang cầm 3 cái loại nắp xăng dành cho xe, dành cho anh em nào cần nha. Quay luôn cái video có 3 cái cho nó dễ. Đây là cái nắp xăng Charlie này, đặc biệt là cái nắp này, cái ruột ở trong nó cực đẹp luôn nha. Đây, các bạn đừng có so sánh với những cái nắp cũ, hình như mình có cái nắp cũ rồi. Nhưng mà còn một cái nắp cũ nữa chưa có vệ sinh. Đây, rất là đẹp luôn, hàng tháo xe co rất là đẹp. Còn ống ánh 7 màu luôn nè, cái chân còn 7 màu luôn nè. Các bạn đừng có so với những cái ve chai, đừng có so với những cái nắp bán giá ve chai nha, không có cửa đâu nha. Đây, cực đẹp luôn, dành cho anh em gắn xe nha. Đặc biệt anh em có thể gắn được xe cúp luôn, gắn xe cúp báo xăng trực tiếp, thấy không? Hoặc là gắn Charlie. Đây, nắp xăng lên xuống là nó báo xăng trực tiếp nha, nắp Charlie. Rồi đây là nắp dành cho xe cúp nè. Nắp này thì gắn được mọi xe cúp 6-7 gì được luôn. Nó có chìa khóa, giúp không có bị ăn trộm nắp xăng, hoặc là bị đối thủ đổ cát vào bình xăng chơi xấu. Đấy, có chìa khóa luôn nha. Đây, gắn cho 78 81, 86, custom DD sẽ trong hết. Và đây là nắp xăng của 78. Đấy, đó. Nắp xăng của 78 DD. Đấy, sẽ trong. Zin nha các bạn. Zin luôn. Rồi. Đó, đít 7 màu nè. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy cái nắp xăng nào, các bạn gọi trực tiếp số điện thoại phía trên màn hình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để lấy. Ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.